Hay vô, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh channel trải nghiệm TV của mình. Mình là Trải nghiệm TV đây. Và cũng như thường lệ, cho mình xin chúc tất cả mọi người một buổi chiều thật vui vẻ, nhiều niềm vui, nhiều thành công trong một ngày, nhất là bằng thật là nhiều tiền trong một ngày. Và xin cho mình thật nhiều like trong một video. Và để tiếp tục chương trình video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn sơ lược, cách reset, cho nhân vật nha. Lúc cái clip trước mình cũng có nhắc rồi, nhưng hôm nay mình sẽ nhắc lại. Tại vì mỗi ngày là mỗi có người vào chơi, mỗi người tìm hiểu đến game, mỗi người người ta tải về, người ta vô, người ta đăng ký chơi, nên người ta cũng bỡ ngỡ nhiều điều lắm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn sơ lược chút về cái cách reset của từng nhân vật nha. Rồi, để vào thì các bạn như vậy đây. Ví dụ nha, ví dụ bạn chơi con gì phay này đạt tới mốc reset như level nhỏ thì 190, 250, rồi 290, 300 vân vân. Các bạn đủ cái level để reset thì các bạn bấm vào đây. Ở ngoài màn hình thì bấm bên góc phải nha. Ở ngoài màn hình nhìn vô thì nhìn bên góc phải, cái dấu chấm cuối cùng bên đây góc phải, cái chữ ban nè, cái chữ ban là cái dấu chấm này, bấm vô đây rồi vô chữ đổi nhân vật. Đó, vô chữ đổi nhân vật. Cái nhân vật của mình muốn reset á thì là phải chọn nhân vật khác nha. Hồi nãy mình đang chọn gì, cái nhân vật reset là trải nghiệm TV. Mình sẽ qua cái nhân vật này, mình sẽ vào cái nhân vật là BK909BK. Đó, BK909BK. Mình sẽ dạo một vòng, mình cho nó bớt lan. Đó, mình sẽ dạo một vòng. Rồi, bấm đi gan lại lại vô cái góc ở ngoài màn hình đó, nhìn bên phải cái góc cuối cùng hết, cũng bấm vô thay đổi nhân vật. Đó, rồi lúc này mình mới chọn cái nhân vật hồi nãy nè. Mình chọn cái nhân vật hồi nãy là trải nghiệm TV nè, mình bấm vô chữ reset. Nó như vậy là nó mới là chấp nhận reset nha mọi người, chứ mọi người cứ bấm nhân vật đó rồi vô reset nữa là không được. Rồi, vô đây thì các bạn cứ bấm chữ reset thôi. Nè, như cái mốc reset của 1 như 10 là 150 level, rồi 10 đến 30 thì 200 level, rồi 30 lên 50 250 level. Nó các bạn có các mốc này thì để mình chơi in đang cho đúng mốc, nó không bị chảy ha. Rồi, như vậy là các bạn đã nắm được cái quá trình reset nhân vật ha. Rồi, đã vào đây. Vào đây. Rồi, cứ việc như thế thì cứ đi buin, cứ cộng buin rồi đi farm quái thôi, farm quái cài reset. Mà ở server đầu đúp này thì các bạn phải ăn cái là không cần cộng win ha. Win là này, win là số dư của cái này nè, số dư của cái điểm win nè, 27.888 là các bạn không cần cộng. Tại vì trong đây đồ kẹp nó đã nó có sẵn win chưa à, các bạn chỉ vào rồi dậm thôi. Dậm sướng rồi đi chỗ khác nè. Chỗ này không sướng thì dậm nữa, dậm nào sướng phê thì đi chỗ khác thôi. Cuộc đời mà phê mới được, không phê là không được. Và như vậy là mình sẽ hướng dẫn sơ lược cái cách reset cho mọi người xong rồi ha. Tại vì mỗi ngày là mỗi có người vào chơi, mỗi có người mới nên người ta bỡ ngỡ. Còn những bạn nào mà chơi lâu rồi thì cứ nhắm mắt làm ngơ cho mình nha. Và để tiếp tục video thì cho mình xin nhắc lại ha. Những bạn nào mà theo dõi kênh mình, theo dõi Facebook của mình thì mình sẽ có lịch, có ngày, một ngày nhất định mình sẽ nói chung là mình sẽ gom đủ đồ, rồi của 5 class gom đủ đồ của 5 class rồi mình chọn ra một ngày, để mình phát đồ ha. Mình phát đồ hỗ trợ cho những người chơi mới nha, chứ không phải là cao sang chảnh chó hay là cái gì đâu mà để cho đồ người ta. Tại vì mình cũng chơi trước rồi chút rồi mình cũng có ham đồ, cũng không có cái gì mà để cao sang đâu mọi người. Tại vì mình ham đẹp, mình mua về mình để trải nghiệm, mình bận cho đẹp cho đã rồi để đó, rồi mình bán lại thì cũng rẻ thôi, nên mình thấy vậy mình cho. Là mình nhắc lại ha, những bạn nào mà đã đăng ký kênh mình, đã có theo dõi kênh mình
rồi theo dõi YouTube, rồi theo dõi bên Facebook á, là mình sẽ các bạn cứ theo dõi rồi mình sẽ có một ngày cố định ha. Như ví dụ là bữa nay mình lên sóng, mình lên video, mình lên video mình nói là ví dụ là bữa 15 hay 17 gì, 15 hay 17 gì đó là mình sẽ phát đồ là đúng nghe ra ngày đó vào mấy giờ mình sẽ vào YouTube, mình sẽ phát đồ, mình sẽ phát đồ trên đó. Các bạn nào mà các bạn nào mà có theo dõi kênh mình đó thì sẽ được có đồ nha, mà cũng không có đồ gì whip quá nha mọi người, cũng đồ soạn thôi. Mà mình xin nhắc lại ha, mình xin nhắc lại là mình sẽ phát đồ ở bên server 2k3 là nhiều nha, server 2k3 tại server bên đó là cài cốt. Cái bạn này bạn nói là sáng nay bị lan mắt cái ban tại server đồ đúp mà mọi người, server đồ đúp giải mắt đồ lắm. Cứ ham mà mua cho 2-3 món đồ một lượt á, thì sẽ bị tốt tuần tốt là bay theo gió thôi. Rồi mình chỉ là nhắc cho những bạn nào mà có theo dõi kênh mình đó thì xem và theo dõi rồi để biết ngày để mình phát đồ ha. Còn những bạn nào mà phát đồ xong rồi á không có ý định mà mặc nữa thì các bạn cứ việc làm nhắn tin post lên trên trong game nè, post lên rồi cho những người khác nha, cho những người khác vào mà không có đồ thì các bạn thừa, hay là các bạn có rồi mà các bạn không dùng tới nữa thì mấy bạn cứ việc cho người khác. Còn muốn liên kết với mình thì cứ comment mình, comment rồi gửi đồ cho mình sẽ cho những bạn khác nữa. Nhưng các bạn không có thời gian cho thì cứ việc comment cho mình rồi vào game rồi mình sẽ lấy mình cho người khác. Đó, video này thì cũng tóm tắt nhiêu đó thôi, hướng dẫn mọi người reset nhanh nè, rồi nhắc cho các bạn nhớ là theo dõi kênh mình, rồi theo dõi trên Facebook. Mình sẽ gom đủ đồ, mình sẽ cho một ngày cố định, một giờ nhất định đặng vào mình phát đồ cho mọi người. Mọi người mới chơi, còn những anh bơi gồ rồi thì nếu mà có đồ thừa nào không chơi thì cứ việc comment cho em rồi cho em địa chỉ vào game, em sẽ gom hết rồi sẽ tặng lại những bạn nào mới vào chơi, không có nói chung là không có điều kiện để sắm sửa đồ đạc mà để khô máu thì vào mà nhận ba cái đồ cùi cùi để đi chơi in, nặng cho nó đỡ lạnh, để cởi chuồng lạnh lắm. Nhưng mình lúc trước mình mới vào chơi mình cũng cởi chuồng thôi, lạnh thấy bà luôn mà cũng gán, biết sao giờ mới lụm được cái búa hồi mana để dành đi, nữa có ai xin nữa thì cho. Mình cứ việc vậy thôi, có đồ thừa mua về trải nghiệm xong rồi không xài thì cho, chứ không có gì. Nhiều rồi mà bán gì dữ à, đồ server đồ đứt rồi đồ thường mà bán cho cố vô đó. Nhưng mấy cái này thì quá web à. Như video của mình chỉ hướng dẫn nhiều thôi ha. Còn những bạn nào mà có thắc mắc gì á thì cứ comment cho mình. Và những bạn nào đã xem video này, đã từng xem video nè, rồi từng chơi game, từng có ý nghĩ giống mình á, thì cho mình xin một lượt like nè, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh và comment cho mình biết những thông tin thủ thật. Và như mà có ý định cho những cái đồ thường cho mình đặng mình phát cho người khác á, thì các bạn cứ comment lên và cho mình xin cảm ơn. Video của mình sẽ xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.